À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các con học sinh thân mến. Chào mừng các con đã đến với khóa học chữa bỏ bài tập toán lớp 3, tập 1, bộ sách mang tên Kết nối tri thức. Chúng ta sẽ đến với bài số 12, bảng nhân 9, bảng chia 9, trang số 32, tiết số 1. Vậy thì video này sẽ chữa cho các con những câu hỏi có trong bài học ngày hôm nay nhé. Chúng mình hãy cùng nhau bắt đầu nào. Chúng mình sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong một bài tập toán lớp 3, tập 1 trang số 32, bài số 1. Đề bài người ta yêu cầu con điền số thích hợp vào ô trống. Người ta cho con một cái bảng bao gồm có 3 hàng. Hàng đầu tiên cho con biết về thừa số. Hàng thứ hai người ta cũng cho con biết về thừa số. Và hàng thứ ba người ta yêu cầu con tìm tích. Vậy muốn tìm tích để điền vào các ô trống còn thiếu, vậy chúng ta sẽ phải làm như thế nào nhỉ? À, để tìm được tích thì các con sẽ phải lấy thừa số thứ nhất nhân với thừa số thứ hai là ta sẽ ra được kết quả. Và với bài tập này các con sẽ phải nhầm lại bảng nhân 9 để điền số thích hợp ô trống cho cô nhé. Ta sẽ điền như sau. Thừa số thứ nhất là 9, thừa số thứ hai là 3. Vậy tích sẽ bằng 9 nhân 3 bằng 27. Thừa số thứ nhất là 9, thừa số thứ hai là 5. Như vậy tích sẽ bằng 9 nhân 5 bằng 45. Thừa số thứ nhất là 9, thừa số thứ hai là 7. Như vậy tích sẽ bằng 9 nhân 7 bằng 63. Thừa số thứ nhất là 9, thừa số thứ hai là 9, như vậy tích sẽ bằng 9 nhân 9 bằng 81. Thừa số thứ nhất là 9, thừa số thứ hai là 4, như vậy tích sẽ bằng 9 nhân 4 bằng 36. Thừa số thứ nhất là 9, thừa số thứ hai là 6, như vậy tích sẽ bằng 9 nhân 6 bằng 54. Thừa số thứ nhất là 9 và thừa số thứ hai là 8, như vậy tích sẽ bằng 9 nhân 8 bằng 72. Thừa số thứ nhất là 9, thừa số thứ hai là 10, như vậy tích sẽ bằng 9 nhân 10 bằng 90. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 1. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 1 trong số 32, bài số 2. Đề bài người ta yêu cầu con điền số thích hợp vào ô trống. Người ta cho con một cái bảng bao gồm có 3 hàng. Hàng đầu tiên, người ta cho con biết số bị chia. Hàng thứ hai, người ta cho con biết số chia. Và hàng thứ ba, người ta cho con biết thương. Vậy để tìm thương, để điền vào các chỗ trống này, chúng ta sẽ phải làm như thế nào nhỉ? À, để tìm được thương các con sẽ lấy số bị chia cho số chia là ta sẽ ra được kết quả. Với bài tập số 2 các con sẽ phải nhẩm lại bảng chia 9 để điền số thích hợp ô trống cho cô nhé. Ta sẽ điền như sau, số bị chia là 36, số chia là 9, như vậy thương sẽ bằng 36, chia cho 9 sẽ bằng 4. Số bị chia là 54, số chia là 9, như vậy thương sẽ bằng 54, chia cho 9 sẽ bằng 6. Số bị chia là 90, số chia là 9, như vậy thương sẽ bằng 90, chia cho 9 sẽ bằng 10. Số bị chia là 72, số chia là 9. Như vậy thương sẽ bằng 72, chia cho 9 sẽ bằng 8. Số bị chia là 81, số chia là 9. Như vậy thương sẽ bằng 81, chia cho 9 sẽ bằng 9. Số bị chia là 45, số chia là 9. Như vậy thương sẽ bằng 45, chia cho 9 sẽ bằng 5. Số bị chia là 63, số chia là 9. Như vậy thương sẽ bằng 63, chia cho 9 sẽ bằng 7. Số bị chia là 27, số chia là 9. Như vậy thương sẽ bằng 27, chia cho 9 sẽ bằng 3. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong một bài tập toán lớp 3, tập 1 trong số 32, bài số 3. Đề bài người ta yêu cầu con nối hai phép tính có cùng kết quả theo mẫu. Vậy để làm được bài tập số 3, các con sẽ phải làm như thế nào nhỉ? À, để làm được bài tập số 3, các con sẽ phải đi thực hiện các phép chia và các phép nhân ở trong các hình này, đúng không nhỉ? Giờ từ đó ta sẽ tìm được hai phép tính có kết quả bằng nhau rồi ta sẽ nối với nhau. Vậy ta sẽ đi thực hiện tính nhẩm các phép tính để tìm ra hai phép tính có kết quả giống nhau. Ta có 9 nhân 2 bằng 18, 42 chia cho 7 bằng 6, 54 chia cho 9 bằng 6, 6 nhân 3 bằng 18, 28 chia cho 7 bằng 4, 5 nhân 9 bằng 45, 9 nhân 5 bằng 45, 36 chia cho 9 sẽ bằng 4. Vậy ta thấy rằng 9 nhân 2 thì bằng 6 nhân 3 bằng 18, 54 chia cho 9 sẽ bằng 42 chia cho 7 bằng 6, 28 chia cho 7 sẽ bằng 36 chia cho 9 bằng 4, và 9 nhân 5 sẽ bằng 5 nhân 9 bằng 45. Từ đó ta sẽ nối được như sau, 9 nhân 2 với 6 nhân 3, 54 chia cho 9 sẽ nối với 42 chia cho 7, 28 chia cho 7 sẽ nối với 36 chia cho 9, 9 nhân 5 sẽ nối với 5 nhân 9. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 3. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 1 trong số 32, bài số 4. Đề bài người ta cho con biết đó là cô Lan có 36 bông hoa hồng, cô Lan cắm hoa vào các lọ,
mỗi lọ có 9 bông hoa. Hỏi cô Lan cắm được bao nhiêu lọ hoa như vậy? Vậy để tìm xem cô Lan cắm được bao nhiêu bông hoa vào trong một lọ thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào nhỉ? À, ta biết rằng cô Lan có tổng cộng là 36 bông hoa hồng và cắm vào các lọ, mỗi lọ thì có 9 bông hoa. Vậy để tính xem cô Lan cắm được bao nhiêu lọ hoa, ta sẽ lấy tổng số hoa chia cho một lọ thì có 9 bông hoa là ta sẽ ra được kết quả, đúng nhỉ? Vậy đầu tiên ta sẽ đi tóm tắt bài toán như sau. Một lọ 9 bông hoa, 36 bông hoa hỏi chấm lọ. Bài giải, cô Lan cắm được số lọ hoa là 36 chia cho 9 sẽ bằng 4 lọ, đáp số 4 lọ hoa. Chúng ta sẽ đến với bài số 12, bảng nhân 9, bảng chia 9 trang số 33 tiết số 2. Vậy thì video này sẽ chữa cho các con những câu hỏi có trong bài học ngày hôm nay nhé. Chúng mình hãy cùng nhau bắt đầu nào. Chúng mình sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 1 trang số 33, bài số 1. Đề bài người ta yêu cầu con điền số thích hợp vào ô trống. Người ta cho con hai ý đó là ý A và ý B. A nhỏ, người ta cho con biết các số đó là 9 này, 18, 36, 54 và 81. Ý B, người ta cho con biết các số đó là 90, 81, 72, 54 và 18. Vậy để làm bài tập số 1, các con sẽ phải làm như thế nào nhỉ? À, để làm bài tập số 1, các con sẽ phải đi tìm xem dãy đó làm dãy số tăng dần hay là dãy số giảm dần. Và đi tìm xem số đằng trước thì hơn hoặc kém số đằng sau bao nhiêu đơn vị. Vậy, ở ý A các con sẽ đếm thêm 9 đơn vị, còn ý B các con sẽ đi đếm lùi 9 đơn vị để điền số thích hợp vào ô trống cho cô nhé. Vậy ta sẽ điền như sau. A nhỏ 9 này cộng 9 bằng 18, 18 cộng 9 bằng 27, 27 cộng 9 bằng 36, 36 cộng 9 bằng 45, 45 cộng với 9 bằng 54, 54 cộng 9 bằng 63, 63 cộng 9 bằng 72, 72 cộng 9 bằng 81, 81 cộng 9 bằng 90. Vậy B, 90 trừ đi 9 bằng 81, 81 trừ đi 9 bằng 72, 72 trừ đi 9 sẽ bằng 63, 63 trừ đi 9 sẽ bằng 54, 54 trừ đi 9 sẽ bằng 45, 45 trừ đi 9 sẽ bằng 36, 36 trừ đi 9 sẽ bằng 27, 27 trừ đi 9 sẽ bằng 18, 18 trừ đi 9 sẽ bằng 9. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 1. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 1 trang số 33, bài số 2. Đề bài người ta yêu cầu con điền số thích hợp vào ô trống. 81 chia cho 9 sẽ bằng, nhân với 3 sẽ bằng. Vậy để làm được bài tập số 2, các con sẽ phải làm như thế nào nhỉ? À, để làm được bài tập số 2, các con sẽ phải đi thực hiện từ trái câu hỏi cho cô nhé. Và các con sẽ phải đi điền các phép tính để điền số thích hợp vào ô trống. Ta có 81 chia cho 9 sẽ bằng 9, 9 nhân 3 bằng 27. Vậy hai số cần điền vào ô trống sẽ là 9 và 27. Từ đó ta sẽ điền vào ô trống như sau: 81 chia cho 9 sẽ bằng 9, 9 nhân 3 bằng 27. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 1 trang số 33, bài số 3. Đề bài người ta yêu cầu con khoanh và chữ ta trước hình tam giác ghi phép tính có kết quả lớn hơn 7 và bé hơn 10. A nhỏ 36 chia cho 9, B nhỏ 9 nhân 2, C nhỏ 72 chia cho 9 và D nhỏ 63 chia cho 9. Vậy để làm được bài tập số 3, các con sẽ phải làm như thế nào nhỉ? À, để làm được bài tập số 3, các con sẽ phải đi tính từng phép tính có trong các hình A, hình B, hình C và hình D. Từ đó sẽ dễ dàng tìm được xem hình nào có kết quả lớn hơn 7 và bé hơn 10, đúng không nhỉ? Từ đó ta sẽ được đáp án đúng là đáp án C. Ta sẽ đi thực hiện tính giá trị của các phép tính và tìm ra phép tính có kết quả lớn hơn 7 và bé hơn 10 như sau. Ta có 36 chia cho 9 bằng 4, 9 x 2 bằng 18, 72 chia cho 9 bằng 8, 63 chia cho 9 sẽ bằng 7. Ta thấy rằng 7 nhỏ hơn 8 nhỏ hơn 10, do đó thì phép tính 72 chia cho 9 sẽ có kết quả lớn hơn 7 và bé hơn 10. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 3. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 1 trang số 33, bài số 4. Đề bài người ta cho con biết đó là có 27 bạn tập nhảy dây. Cô giáo đã chia đều các bạn thành 9 nhóm. Hỏi A nhỏ, mỗi nhóm tập nhảy dây có mấy bạn? B nhỏ, hai nhóm tập nhảy dây như vậy có bao nhiêu bạn? Vậy để làm được các ý A và ý B, các con sẽ phải đi đọc kỹ đề bài cho cô nhé. Đầu tiên là ý A, mỗi nhóm tập nhảy dây có mấy bạn? Ta biết rằng có 27 bạn tập nhảy dây và cô giáo đã chia đều thành 9 nhóm. Vậy một nhóm sẽ có 27 bạn chia cho 9 là ta sẽ ra được một nhóm có bao nhiêu bạn.
Còn ý B, hai nhóm tập nhảy như vậy thì có bao nhiêu bạn? Ta biết rằng một nhóm sẽ có bao nhiêu bạn ở ý A, rồi từ đó ta sẽ nhân với 2 là ta sẽ ra được kết quả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tóm tắt bài toán nhé. 9 nhóm có 27 bạn, A nhỏ một nhóm có hỏi chấm bạn, B nhỏ hai nhóm có hỏi chấm bạn. Ta sẽ đi trình bày bài toán như sau. A nhỏ, mỗi nhóm tập nhảy dây có số bạn là 27 chia cho 9 bằng 3 bạn. B nhỏ, hai nhóm tập nhảy dây có số bạn là 3 x 2 bằng 6 bạn. Đáp số A nhỏ 3 bạn, B nhỏ 6 bạn. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 4. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong một bài tập toán lớp 3, tập 1 trang số 33, bài số 5. Đề bài người ta cho con biết đó là tô màu đỏ vào hình tròn nghi phép tính có kết quả bé nhất, tô màu xanh vào hình tròn nghi phép tính có kết quả lớn nhất. 90 chia cho 9 này, 2 x 4, 9 x 1, 54 chia cho 9. Vậy để tính xem kết quả nào có kết quả là bé nhất và hình nào có kết quả lớn nhất thì chúng ta sẽ phải đi thực hiện tính các phép tính đúng không nhỉ? Vậy ta có 90 chia cho 9 bằng 10, 2 x 4 bằng 8, 9 x 1 bằng 9 và 54 chia cho 9 sẽ bằng 6. Ta thấy rằng 6 nhóm 8, nhóm 9 và nhóm 10. Trong các số trên, số bé nhất chính là 6 và là kết quả của phép tính 54 chia cho 9. Số lớn nhất là 10 là kết quả của phép tính 90 chia cho 9. Vậy ta sẽ tô màu như sau. Ta sẽ đi tô màu 54 chia cho 9 và đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ đến bài số 12, bảng nhân 9, bảng chia 9 trang số 34, tiết số 3. Vậy thì video này sẽ chữa cho các con những câu hỏi có trong bài học ngày hôm nay nhé. Chúng mình hãy cùng nhau bắt đầu nào. Chúng mình sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 1 trang số 34, bài số 1. Đề bài người ta cho con biết đó là dựa vào bảng nhân, chia, hãy tính. A nhỏ 9 x 5 bằng, B nhỏ 6 x 4 bằng, C nhỏ 72 chia 9 sẽ bằng, D nhỏ 42 chia cho 6 sẽ bằng. Vậy để làm được 4 ý A, ý B, ý C và ý D, chúng ta sẽ phải nhẩm lại bảng nhân, chia đã học để thực hiện phép tính cho cô nhé. Đầu tiên ta có 9 nhân với 5 bằng 45, B nhỏ 6 x 4 bằng 24, C nhỏ 72 chia cho 9 sẽ bằng 8, D nhỏ 42 chia cho 6 sẽ bằng 7. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 1. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong bộ bài tập toán lớp 3, tập 1 trong số 34, bài số 2. Đề bài người ta yêu cầu con điền số thích hợp vào ô trống. Người ta cho con hai ý đó là ý A và ý B. A nhỏ, người ta yêu cầu con đi thực hiện các phép nhân đó là 9 x 3, 7 x 4 và 8 x 10. Ý B, người ta yêu cầu con đi thực hiện các phép chia đó là 45 chia cho 5, 36 chia cho 6 và 70 chia cho 7. Vậy để làm được bài tập số 2, các con sẽ phải đi nhẩm lại bảng nhân và bảng chia đã học để điền vào số thích hợp vào ô trống cho cô nhé. Ta sẽ điền được như sau. A nhỏ, 9 x 3 bằng 27, 7 x 4 bằng 28 và 8 x 10 bằng 80. B nhỏ, 45 chia cho 5 sẽ bằng 9, 36 chia cho 6 sẽ bằng 6, 70 chia cho 7 sẽ bằng 10. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong một bài tập toán lớp 3, tập 1 trong số 34, bài số 3. Người ta cho con hai ý đó là ý A và ý B. A nhỏ, mỗi đội múa rồng có 9 người, hỏi ba đội múa như vậy có bao nhiêu người? B nhỏ, nếu tất cả số người múa rồng ở câu A chuyển sang múa lân, mỗi đội 3 người thì được bao nhiêu đội múa lân? Vậy, để làm được các ý A và ý B, chúng ta sẽ phải đọc kỹ đề bài cho cô nhé. Đầu tiên là nha, mỗi đội thì có 9 người, vậy 3 đội như vậy sẽ có 9 x 3 bằng 27 người đúng không nhỉ? Còn ý B, nếu tất cả số người múa rồng ở câu A chuyển sang múa lân, mỗi đội 3 người thì được bao nhiêu đội múa lân? Ta biết rằng mỗi đội có 9 người và 3 đội múa rồng sẽ có tổng cộng là 27 người. Mà nếu mà chuyển sang múa lân, mỗi đội chỉ có 3 người thôi, ta sẽ lấy tổng số người chia cho 3 là ta sẽ ra được số nhóm đúng không nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trình bày các ý nhé. Đầu tiên là ý A, 3 đội múa rồng như vậy có số người là 9 x 3 bằng 27 người. B nhỏ, có 27 người múa rồng ở câu A chuyển sang múa lân, số đội múa lân là 27 chia cho 3 sẽ bằng 9 đội. Đáp số A nhỏ 27 người, B nhỏ 9 đội. Vừa rồi chúng ta lại cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 3. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong bài tập toán lớp 3, tập 1 trang số 34, bài số 4. Đề bài người ta cho con biết đó là tìm hai số bé hơn 5 và có thương là 2. Vậy để tìm hai số mà bé hơn 5 và có thương là 2, chúng ta sẽ phải đi
tìm xem trong các phép chia và phép nhân mà chúng ta đã được học ý, thì có phép chia nào mà số nó bé bé hơn 5 và có thương là 2. Ta biết rằng có 4 này, số 4 chia cho 2 sẽ bằng 2 và số 2 thì chia cho 1 sẽ bằng 2. Vậy hai số cần tìm sẽ là 4 và 2 hoặc 2 và 1. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong các câu hỏi của trong bài. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài tiếp theo nhé. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.